YouTube thì khi mà mình làm được kênh mình và kiếm tiền được là một chuyện, nhưng mà chờ đợi được cái mã pin về thì nó mới là có tác dụng đấy bạn. Chứ còn bây giờ không có mã pin thì nó không có tác dụng. Thì cái trình tự mà để nhập mã pin đó thì các bạn chắc cũng đã xem nhiều rồi, thì mình cũng không có giới thiệu lại. Và video này hôm nay thì mình chia sẻ với bạn là cái niềm vui, tức là đạt cái mốc đầu tiên, coi như là mình đã đạt cái mốc đầu tiên quá trình làm YouTube ha. Thì cũng cảm ơn các bạn ở trong thời gian vừa qua là xem video, chia sẻ và theo dõi mình, để mình có động lực mình tiếp tục quay những video trong nhiều cái lĩnh vực. Mình có thời gian rảnh cái nào thì mình sẽ quay cái đó cho các bạn xem. Nên là cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong thời gian sắp tới, thì sẽ cố gắng mình làm những cái video chất lượng nhiều hơn nữa và giúp cho các bạn xem giải trí cũng được, mấy cái đám tiệc lễ hội gì đó mình cập nhật được thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn xem. Đó là nơi bạn xem thì bạn like và đăng ký và chia sẻ cho nhiều bạn cùng xem cho mình nhé. Video hôm nay thì chỉ đơn giản đó là mình đã nhận được mã pin vui, để sẵn cái vui này mình chia sẻ với các bạn để các bạn vui cùng mình nhé. Rồi của mình thì mình nhận được cái mã pin này á, ví dụ như của không biết những cái anh chị bạn bè khác mà có làm YouTube thì không biết nhận trong thời gian bao lâu, nhưng mà cái của mình thì nó cũng báo là trong 2 tuần, nhưng mà vô tình và ngay đợt này là ngay đợt dịch nha các bạn. Thì cái của mình là tính ra là nó xét duyệt, nó nhận của mình á, nó nói nó bắt đầu gửi cho mình á là hồi 5 tây, thì đúng 1 tháng đó, là đúng 1 tháng mình nhận được luôn, đúng 1 tháng luôn. Và con cái nữa là mình ghi lộn cái tên đường nhà mình nha bạn, mình ghi lộn cái tên đường nhà mình luôn. Tức là trong quá trình mà người ta hướng dẫn á thì mình phải ghi đúng hoàn toàn luôn những cái gì mà liên quan của mình hết luôn thì mình đó mới dễ lấy được cái mã pin. Nhưng mà mình nhớ cái tên đường, nhưng mà khi mình ghi không biết tại sao mình ghi lộn cái tên đường. Nhưng mà nó vẫn gửi về nha bạn, nó gửi về luôn, ghê không? Đó là cái tên đường khác mà mình gọi ghi cái tên đường khác mà nó vẫn gửi về. Nếu mà mấy bạn mà có làm thì mấy bạn đã biết cái thủ tục đó rồi, nhưng mà còn bạn mà chỉ xem video thôi thì cái nội dung của video hôm nay thì mình muốn bạn chia sẻ cùng mình thôi. Rồi rồi giờ này á, ngồi đang chăm chút lại em nó hôm nay cũng thương tật nhiều đó bạn, nó cũng giúp mình quay được nhiều video đó, nhưng mà thương tích đầy mình nè, thương tích đầy mình. Pin nó có chữa luôn rồi, các bạn biết tại sao có chữa không? Pin này mấy bạn thấy nó phẳng nữa không? Cái này nó u tròn luôn. Giờ đang chút lại cho nó chút xíu. Vì mình cũng đang chờ một bộ cánh mới vậy cho nó. Khi nào mà có bộ cánh mới này mình sẽ làm cái video cho các bạn xem là tại sao mình phải thay cánh ha. Cảm ơn mấy bạn đã xem video, các bạn thấy chia sẻ của mình là vui hữu ích thì các bạn chia sẻ giùm mình, like đăng ký kênh nha, like và hẹn gặp.